Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ thừa nhận phần lớn lượng rác thải y tế nguy hại ở Cần Thơ đang phải hợp đồng với một công ty công nghệ môi trường và vận chuyển hơn 250 km lên tận Bình Phước để xử lý. Theo Sở Y tế Cần Thơ, hiện thành phố này có tổng cộng 129 cơ sở y tế, trong đó có 18 bệnh viện trực thuộc sở, 4 bệnh viện thuộc ngành, 3 bệnh viện ngoài công lập, 85 trạm y tế. Lượng chất thải y tế phát sinh trung bình gần 7 tấn một ngày. Trong số này, ngoài hơn 6,2 tấn thông thường có thể tái chế, còn có 625 kg chất thải nguy hại, ô nhiễm. Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ thừa nhận, phần lớn lượng rác thải y tế nguy hại ở Cần Thơ đang phải hợp đồng với một công ty công nghệ môi trường và nhận chuyển hơn 250 km lên tận Bình Phước để xử lý. Nguyên nhân là vì địa bàn Cần Thơ có 7 lò đốt chất thải rắn y tế công nghệ, 2 buồng đốt tại các bệnh viện nhưng đều không đáp ứng được yêu cầu xử lý.